tâm vật mọn cao tay, mũi sơn hộ tưởng danh lưu niệm. Ồ, Lương Dương đã đem lòng huệ cứu tặng ngọc ngâm, tôi cảm tạ thanh ân. Không có chi, không có chi. Dạ, còn Lỗ Dương tôi á, vật mọn có đem theo, xin biếu tặng Dương Phi giùm nhận nè. Tầm cách mà vô ráng nghe. Trung Quốc Mộ Gia Lâm. Lên Lỗ Nhị Dương xin kính chào Trung Quốc Mẫu. Trung Quốc Mẫu. Ai gia cảm ơn miễn lễ cho Lương Lỗ Nhị Dương gia bình thân. Đa tạ Trung Quốc Mẫu. Hân hạnh thay cho Thúy Bình Sơn hôm nay được đón rước Nhị Dương Lâm gia. Chúng vô diệm này là một kẻ quê mùa mộc mạc, mà Nhị Dương chiếu cố thì còn chi quý quá cho bằng. Sao đương đương lại quá hạ mình, mà khiến Tiểu Dương tôi vô cùng hổ thẹn. Như đương đương đây danh thấu đám thiên đình, tiên lan trọng bông phương vũ trụ, tạo kẻ sĩ thải điều tề tụ, quy phục dưới chân làm kẻ hạ hầu. Tiểu Dương tôi là kẻ tầm thường, đâu sánh ngang hàng với người xuất chúng. Phải, phải. Tài tế thế thanh thần điện nể, sức an ban ma quỷ khiếp kinh. Tài quay ra trong những sơn hà, trần dẫm bước chân an xả tất. Hoài dũng ấy trên đời có một, đức nhân kia dưới thế không hai. Nhị Dương gia ca tụng tán dương, mà khiến vô diễm ta vô cùng ái ngại. Nhị Dương giữa quan sang đến nơi tệ, nuôi Túy Bình sang Mỹ chắc để cầu hôn. Nghe danh cung nương nương đức cao vọng trọng, lòng của Lỗ Dương tôi cảm mến từ lâu, nên chẳng ngại dạng lý thiền sang, rước gió băng ngàn để ngưỡng mộ dung nhan. Nghe tin nương non Túy Bình kiều cô tuyển bạn, kết mối lương duyên dài ngẫu bách niên. Tôi mơ ước được cùng kết mối lương duyên, ao ước mỹ nguyện càng lẽ sẽ tìm. định đã ban nhưng lại có phần phụ trội. Do tùy mẫu thân mọi điều xử liệu, đám lễ nhị dường có hảo ý cùng ta. Nếu nay nhị dương đến cầu hôn cùng ai gia nên chồng vợ, thì trước tiên nghe ta hỏi mà trả lời. Nếu như chẳng trôi chảy thì chớ mong thành duyên nợ. Dạ nương nương cứ hỏi, chúng tôi sẽ trả lời. Vậy chứ nhị dương có biết trên thế gian này vật gì thượng, vật gì hạ chăng? Chẳng có chi gọi là trọng, chỉ có trên là trời, dưới là đất mà thôi. Đã đành trời đất phân trên dưới, còn trong người hai nước, nước nào lớn, nước nào nhỏ? Nước này là nước lớn, còn 11 nước kia đều là nhỏ. Nước lớn thì kêu là hưởng quốc, còn nước nhỏ thì kêu là hạ bang. Sự lớn nhỏ đã đành rồi, còn phận trên dưới phải làm sao cho phân biệt? Dạ thượng quốc cũng như quân phụ, còn hạ bang ví như tổ tôn. Hay hai vua thật là gian vui. Dạ. Tới đây đùa cợt với ai da. Đã biết thượng quốc là quân phụ thì vợ của thượng quốc là chủ mẫu đành sanh. Có lẽ nào hân tử lại muốn cưới chủ mẫu về làm vợ bao giờ? Nếu vậy hai vua làm điều điên đảo sự can thường, coi như trên không trời dưới không đất đó. Còn như phận ai gia tới đây mà không dựng cờ chiêu vô cải giá, chẳng qua là làm bỉ mặt vua Tề thế thôi. Nay hai vua lại muốn cưới chủ mẫu về làm chánh thê, tuổi vô đạo chẳng dung cùng trời đất. Đau khổ quá, mau dẫn hai tên ngạo mạn đến trảm thủ gáo đầu. Dạ chăm lại quốc mẫu, càng lại quốc mẫu. Dạ chúng tôi quả đang nếm đầu vì phạm tội, nhưng nhờ quốc mẫu tha thứ khoan dung, tội lỡ dại làm sao tin chừa xin bỏ. Dạ dầu mặt lớn cũng không dám trêu dám chọc. Quốc mẫu là thánh nương, dạ còn chúng tôi thật là phàm phu tục tử. Nghe quốc mẫu dỗi hờn chúa thượng mới đến đây, nên hai tôi tới danh của mọn cho bà chi dụng, chứ đâu dám nghĩ gì sai với. Dạ xin quốc mẫu tha tội. Thôi chớ lắm lời xảo ngữ, ai đâu cần đem vật báo đến đây dân. Các lễ này là theo thể lễ hàng năm, đem dân cống cho tròn bổn phận, phải không? Dạ phải không? Dạ phải. Chúng bay đáng lý ra phải đem xử tội, nhưng ta nghĩ công lặn lội xa xôi, nên ai gia tha thứ tội sơi đầu. Nhưng còn mạng sống á, thì phải trừng phải trị, là mỗi người phải chịu 10 hèo. Trời, mất khổ mà còn bị đòn hả? Thôi, đừng có nóng, nóng không phải chỗ, chứ bắt hạ căm hờn. Nè, thà chịu nhục mà còn sanh mạng. Tôi nói ông nghe, chờ cơ rồi rửa hận, thôi ráng chịu đi. Quân, tương hèo, bây giờ lương dương đánh lỗ dương, và tuần tử mà thay đổi. Cần nhớ, kẻ bị đòn á thì phải cười, còn kẻ bị đánh á thì phải khóc. Lương dương, đánh trước. Nằm xuống. Đánh nhẹ nhẹ vậy. Tôi biết rồi. Ô này lỗ dương, đáng đời cho ông về cái tuổi tẹo đéo. Ông nên nhớ, đại quốc là đại quốc, tiểu bang là tiểu bang, cha mẹ là cha mẹ, con cháu là con cháu. Ê khoan, gì? Quốc mẫu là mẹ tôi thôi, ủa ông là mẹ tôi sao? Đánh thì đánh đi, còn dài nữa. Nằm xuống. Thôi đánh đi đừng cho. Ông chẳng biết hận mình, dám làm điều phản thượng. Nè, đáng đời nha. Lỗ Dương, dạ. Bây giờ tới lượt ngươi đánh tiếp. Dạ, thế đó, chỗ tôi kiếm chỗ nằm, đưa heo cho ta. Lương Dương, cá không ăn muối với cá ương. Con mà đòi cưới cha mẹ là nói đòn, con ăn biết chưa? Nằm xuống, ông cha tôi sao hả? Đứng, giờ này là giờ của tôi chứ không phải là giờ của ông. Nằm xuống, đôi thứ nhất cắt. Vui quá. Này Lương Dương, đời này phải cần trọng đạo lý luân thường. Vua ra vua, tôi ra tôi, con ra con, mẹ ra mẹ, chứ không được trọng cẳng lên trời, trọng cái đầu xuống đất. Mình lại biết phận mình, hiểu không? Cha mẹ giận nhau, cha mẹ giận nhau nên mới ly thân. Còn mình tiểu quá, con cháu đâu có được hỗn hào. Đôi thứ hai cắt. Nên là không á, nên ban để đổ đổ. Nằm chỗ này sao nó xui quá, để tôi xây đây. Đại ban, mẹ cha giận nhau, đốt sở trang lầu. Mình là tiểu ban, con cháu phải đem vàng bạc bồi thường cho đại ban cất lại, ông biết chưa? Biết chưa? Rồi thứ ba cắt. Từ đài bỏ, đừng có mơ đừng mộng, kể gì sao hết nuôi hết ao, gối rôm đeo phận gối rôm, phân dược tiểu ló phần dược tiểu. Đôi thứ tư cắt. Bà đôi thôi, đánh chữ gì trả đổi. Quên. Trước khi nhị Dương về, ta chúc cho bình an. Và nhớ là phải hàng năm lễ cống đó nha. Dạ. Khoan. Dạ, còn gì nữa đây? Để cho trong lòng không uất ức, đến túy bình sang chẳng nhìn được dung diện của ai da. Ta cho phép cứ bước đến gần xem cho kỹ, để lòng không ấm ức. Đau bây giờ cười vui.